Hôm qua ngày 6 tháng 6 năm 2022, Công ty Cổ phần Gỗ An Cường, mã chứng khoán ACG đã tổ chức Đại hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 2022. Đại hội Đồng Cổ Đông lần này đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022. Theo đó, Công ty Gỗ An Cường dự kiến đạt kế hoạch doanh thu là 4.242 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 550,1 tỷ đồng, lần lượt tăng 28,8% và 21,9% so với năm 2021. Dựa trên kết quả đạt được trong 5 tháng đầu năm và dự báo trong thời gian còn lại đến cuối năm, Hội đồng Quản trị ACG cho biết kế hoạch năm 2022 là khả thi. Cụ thể, nhu cầu đối với hàng hóa của công ty được củng cố, doanh thu và lợi nhuận sau thuế quý 1 năm 2022 của công ty giữ vững xu hướng tăng trưởng, lần lượt tăng 8,7% và 18,7% so với cùng kỳ năm 2021. Bên cạnh đó, theo số liệu hiện có, kết quả kinh doanh tháng 4 và tháng 5 năm 2022 tiếp đà tăng trưởng với mức tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm 2021. Về định hướng kinh doanh, ACG tiếp tục kiên định đối với hoạt động kinh doanh cốt lõi, đẩy mạnh công tác R&D, không ngừng nâng cao uy tín và thương hiệu của công ty, chất lượng sản phẩm và dịch vụ. Tiếp tục chiếm lĩnh thị phần nội địa trong lĩnh vực gỗ và vật liệu gỗ công nghiệp ở phân khúc cao và trung cao cấp, mở rộng thị trường xuất khẩu, tập trung vào thị trường các nước phát triển. Về cổ tức, năm 2021, ACG thông qua việc chi cổ tức với tỷ lệ 80%. Trong đó, 50% bằng cổ phiếu đã thực hiện chi trả và công ty cũng đã tạm ứng cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 5%. ACG dự kiến chi trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 20% ngay trong tháng 6 năm 2022. Theo cập nhật mới nhất, ngày 31 tháng 5, HOC đã nhận hồ sơ niêm yết 135,8 triệu cổ phiếu ACG với vốn điều lệ là 1.358,46 tỷ đồng.